Chào các bạn nha các bạn. Chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe nha. Hôm nay mình lại bốc phân để dạy mía nè các bạn. Đó, giờ anh em đang bốc phân vô này. Phân Ure Đạm Phú Mỹ. Đó anh em, trời trưa nắng giờ 12 giờ rồi mà vẫn bốc phân nha các bạn. Đó, phân. Đỡ mát mát bốc nắng dữ là bốc. Đó, phần các bạn. Ốc đó bữa nào mưa thì mình dạy mía tiếp ạ. Em đang bóc. Đó là ông tài xế xe tải. Và phía dưới là ngồi ra mát à, phía dưới là ngồi mát. Con bóc liên tục rồi các bạn. À rồi hư rách rất bèo. Đạm Phú Mỹ cho mùa bội thu. Xe tải buộc xe nem chân luôn đó bạn. Con Ure là dễ mía là nó mèo dược lên lắm nha các bạn, lên anh em bốc quát à. Mình gọi đại lý này chờ tao nó bỏ kìa các bạn. Lấy chờ tao bỏ. Mưa xuống là mình đi giải. À, nhìn giác á. Giác xuống đi. Sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu ba mười sáu bốn hai cộng nhiều loại bó đủ không hay nhiều bạc loại bó đủ không hay nhiều loại đủ không biết. Hả? Đỡ đỡ bỏ thôi, tao đâu thì tao đâu. Giờ là 12 giờ nắng gờ lắm nha các bạn. Bye.
Huỳnh Thị Tâm. Có gì mình xin kết thúc video là các bạn mà xem video thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký các bạn. Bốc phần các bạn. Mình xin kết thúc video đây, hẹn lại video sau.